Vậy làm gì á? Vậy làm gì đó? Vẽ cái gì? Vẽ Vẽ hình gì cho cục đá? cục đá, vẽ hàng hàng dài Đi đăng tô màu gì đó? Đi đăng tô màu gì cho cục đá đó? màu đen, cục đá Rồi đi định tô màu gì nữa? Thế đi có biết là trước khi đi tô màu khác là đi phải nhúng nước không? Cho hết màu đen đã không? Ừ, nhúng nước xong làm gì nữa? Mình lau lau đã. Ừ. Thế xong mình nhúng màu rồi mình mới vẽ chứ. xanh. Ừ, thôi đi vẽ đi. Chú ý mang màu nữa hả? Muốn mang màu nữa không? Chú